Xin kính chào và cảm ơn quý vị đã trở lại với KTV Channel. Ở video này, tôi xin chia sẻ cùng quý vị cách download và cập nhật phiên bản mới cho cái ví S1, ví phần cứng ấy, SEPO. Trước hết, các bạn hãy truy cập địa chỉ sepo.com. Trong cái phần Produce, chọn vào, chọn tiếp vào Hardware Wallet, chọn vào Download. Quý vị có thể tắt cái này đi, chọn Download. Ở đây nó có phiên bản Mobile, phiên bản trên trình duyệt web và phiên bản Fireway dành cho cái ví S1. Tại cái ô tìm kiếm, quý vị hãy nhập cái số seri của cái ví S1 của quý vị vào để kiểm tra xem là cái phiên bản của quý vị đang sử dụng đã được cập nhật mới nhất hay chưa. Như ở đây nó thông báo này là cái phiên bản V1.0.40 ngày 16 tháng 8. Và phiên bản này họ cập nhật thêm cái logo SEPO này, hỗ trợ cái mạng lưới GoToken. Ok, bây giờ tôi sẽ nhập cái số seri của cái ví S1 vào đây. Rồi, nhập xong chọn vào search để tìm kiếm. Và ở đây nó có cái phần download. Quý vị hãy download, tải nó về. Rồi, đã tải về. Quý vị có thể mở trong cái thư mục. Đó, thì đây là cái phiên bản upgrade mới nhất. Tiếp theo quý vị cần kết nối cái ví S1 với lại máy tính để chép cái file upgrade này vào cái ví S1 và chạy setup. Thì ở những video trước, KTV cũng đã có chia sẻ cách để cài đặt upgrade cái này trên cái ví S1 rồi. Quý vị ai chưa biết, quý vị có thể tìm cái video trước mà KTV đã chia sẻ. Rồi, và đến đây tôi xin kết thúc video này. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi video. Nếu thấy video hay và bổ ích, quý vị đừng quên đăng ký, chia sẻ, theo dõi kênh. Xin cảm ơn.